Hello anh em, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Tùng MC, đẹp trai thành lập vô địch khắp vũ trụ này. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Survival Evil Season 1 Legion Comeback. Yes. Thì nói về tập trước, mình đã tem em Pino à, một loài khủng long phải nói là mạnh bá đạo quyện trời gạo luôn. Thì nó ban đầu nó là tám mươi mấy, nhưng mà sau khi mình thêm xong và mình lên level cho nó các kiểu, train cho nó các kiểu, thì nó sẽ lên được, đã lên được trăm mấy rồi các bạn. Thì ở tập trước á, cái vấn đề nan giải của mình đó là biotoxin, và hồi nãy vào game rồi và mình đã đi dùng con đại bàng gấp con ankylo này đi lấy obsidian rất 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 là nhiều. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chặng đường đi tìm thú của chúng ta. Bây giờ chỉ còn vài vấn đề lặt vặt, ví dụ như là biotoxin hay là cái gì ta, vấn đề chủ yếu chỉ là biotoxin mà thôi, còn những cái thứ khác mình đã đủ rồi. Thì tập trước mình đã tìm ra được cách phá giải cái con sứa rồi các bạn. Yên tâm, hôm nay thì mình sẽ làm cho các bạn xem. Thì đầu tiên mình cần phải làm lấy Flint. Đây, mình đang lấy Flint là mình quay cho các bạn xem liền đây. Lấy Flint này làm gì? Lấy Flint này để mình có thể làm đạn. Làm đạn. Ok, để mình lấy hết bãi này xong rồi mình... Ui, ui mình giết chết con Metalando 8 cấp level 8 luôn kìa. Kinh khủng thế. Đó, clean nhiêu rồi? Ui, 1.000 mấy rồi. Mình cũng nặng rồi, bây giờ mình đi về. Thì bạn nào mà đang xem mà chưa bấm đăng ký, các bạn bấm đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nha, tạo động lực cho mình làm tiếp những cái tập sau của ARK nha. Và những cái game khác, dạo này mình cũng muốn chơi game khác lắm nhưng mà sợ các bạn đón nhận, không đón nhận thôi. Chứ không gì cả, với lại là kênh mình cũng chưa có bật kiếm tiền, mình cũng không nghĩ là sẽ kiếm tiền, cho nên là các bạn cứ vui vẻ mà xem. Thấy hay thì các bạn nhớ nhấn like cho mình và nhấn share cho mình và nhanh tay đăng ký. Rồi khi mà đăng ký, các bạn kế bên nút đăng ký có một cái chuông đó, các bạn bấm vào cái chuông đó, thì vào lúc 5 giờ chiều hàng ngày thì mình sẽ ra video, thì các bạn có thể nhận nhận được cái thông báo từ YouTube là Tùng MG thôi, đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ đã ra video đó, các bạn nhào vào xem đi. Với lại là ở dưới cái phần mà hiển thị thêm đó, các bạn kéo xuống dưới cái phần mà dưới cái phần like, share hay là dislike gì đó, thì có một cái chữ hiển thị thêm, các bạn bấm vào. Thì mình có để link Facebook của mình nè, link fanpage của mình và cái link danh sách phát, có nghĩa là cái series các bạn, series ARK. Thì các bạn nào mà chưa xem được những tập trước, các bạn có thể bấm vào đó để theo dõi từ tập 1 cho tới tập bây giờ luôn nha. Còn các bạn theo dõi fanpage á, thì khi mà mình có thông báo bất cứ điều gì ở trên đó thì các bạn nhớ có thể nhận được và nắm tình hình là hôm nay có clip hay không, các kiểu này nọ. Rồi, và bây giờ mình sẽ bỏ cái này vào và chúng ta sẽ wrap pack powder, wrap thật nhiều pack powder là đằng khác luôn. Ok, hồi nãy mình có spoil ra 100, 200 mấy ấy nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái này, tunnel nó lên. Rồi. Rồi tiếp theo là có pack powder rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ lấy thật nhiều than để chế tạo viên đạn. Chế tạo viên đạn, và chúng ta sẽ, hồi nãy mình làm cái bộ đồ lặn. Bộ đồ lặn skill. Đây, bộ đồ lặn này giúp chúng ta sẽ có thể thở dưới nước đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ wrap polymer. Polymer. Turn on nó cái. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ qua đây. Bên đây là đã xong rồi đúng không? Chúng ta cần phải có gun powder. Gun powder thì chúng ta sẽ bỏ đây. Đó, chúng ta phải làm quy trình tình tự như thế. Bỏ hết qua đây. Rồi, làm cái này. Rồi, sau đó thì cái viên đạn này thì cần nhiều metal đúng không? Không biết là bên Smile mình còn để mấy cái ấy không? Để đây. Rồi, sau đó chúng ta sẽ làm cái bộ đồ lặn. Cái này thiếu file và fiber và hai. Đúng không? Fiber và hai đây, 45. 45 không biết đủ hay không, để mình thử coi. Đủ rồi, và tunnel nó cái làm cái này. Ui. Rồi, sau khi mà có bộ đồ lặn rồi
thì chúng ta sẽ làm ammo. Đạn này thì chúng ta cần gunpowder rất là nhiều. Gunpowder đúng không? Hôm nay thì mình không biết mình thêm con gì, nhưng mà mình sẽ thêm một con cá đi các bạn. Mình sẽ thêm một con cá bơi dưới nước để mình có thể đi tới đi lui. Sau này mình còn thêm Mosasaurus nữa các bạn. Mosasaurus cực kỳ khó thêm. Các bạn nên nhớ điều đó. Cho nên mình từ từ, hôm nay không có thêm Mosasaurus đâu các bạn, yên tâm đi. Mosasaurus là một loài, một con vật mà rất là khó chịu. Nó nằm ở dưới rất là sâu, rất là sâu ở dưới biển. Nhưng mà khi mà các bạn dụ nó lên á, dụ nó lên nó sẽ không bao giờ lên đâu. Khi mình kiểu như nó có một cái vùng hoạt động rất là nhiều, một vùng hoạt động rất là thấp, khi mà nó mà vượt qua cái vùng đó thì nó sẽ tự động nó quay về cái vị trí của nó luôn. Không, bởi vì rất là khó. Một trăm mấy chục, thiếu metal này, nhìn là biết là thiếu metal rồi phải không ta? Hình như là không tới nỗi thiếu đâu, nhưng mà cứ lấy đi. À, như vậy là mình vẫn thiếu gunpowder hả ta, nhưng mà không sao, có thể ráp tiếp được nè. Ở không, hết rồi. Rồi, và metal non thì mình sẽ để ở đây. Rồi, và tiếp tục thì chúng ta sẽ coi coi còn cái gì nữa hay không. À, sau khi có cái smile đó rồi, có viên đạn rồi, chúng ta sẽ ráp tiếp viên đạn đắt đỏ. Đắt đỏ thì chúng ta sẽ ráp được 74 viên và 82 viên. Ok. Rồi và bây giờ mình đi lấy biotoxin cho các bạn xem ha. Dễ lắm, không gì khó các bạn. Rồi cần gì phải suy nghĩ nát óc, chúng ta có con mạnh nhất thì chúng ta lấy con mạnh nhất đi thôi. À, vô đây anh cân hết. À, như tập trước mình đã nói là khi mà đứng bằng hai trương chân thì nó sẽ mạnh rất là nhiều, mạnh hơn rất là nhiều luôn các bạn. Ghê không? Mạnh kinh khủng luôn á. Nhưng mà xuống nước thì chúng ta không thể nào mà lấy đi bằng hai chân được, nó bơi rất là chậm đó các bạn. Thì cái này chúng ta sẽ nâng đam cho nó, và mình quên, mình sẽ lấy cái gì ta, cái bộ đồ lặn. Chỉ lấy một cái bộ đồ lặn này thôi các bạn, chứ không lấy được, không lấy nhiều, đúng không? Lấy một duy nhất một bộ đồ lặn này thôi, tại vì mình cần oxy, với lại là cần gì phải có cái vây bơi hay là mắt kiến, mình không cần. Đó, tại vì mình cởi con Spino này thì chúng ta không cần phải vây bơi cái kiểu này nọ. Và hồi nãy mình có đi xuống thám thính tình hình, thử test thử xem cái kế hoạch của mình như thế nào, thì nói chung là cũng ổn áp rồi, mình biết được vị trí nó dưới đây. Và bây giờ là màn tiêu diệt hết lũ sứa này, sứa nè, vô đây. Con này thì cái gọi là cái gì ta? Ui, hai trăm mấy, các bạn thấy ghê không? Hơi lạnh thôi, mình chịu được. Lùi lại tí. Ui da, từ từ. Ok, đi lên đây mấy con. Tại vì cái khi mà di chuyển dưới đây các bạn, nó rất là khó để đánh. Các bạn thấy, có thể để ý là cái ống oxygen của con Spino rất là cao. Vô đây anh cân hết thiệt chứ. Anh cân hết, bao nhiêu anh cân hết. Lùi lại tí nè, giết hết nè. Đó, như vậy là chúng ta có thể lấy dễ dàng biotoxin thôi. Không, thấy không? Đơn giản vặt cái đấy. Nhìn lùi lại tí nè. Đó, mấy con sứa không ngừng dí theo mình nha. Chắc là mình sẽ nâng cho nó một tí tốc độ chạy. Đây, 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 đánh con sứa này nè. Con quỷ đó thì thôi khỏi đi. Đó, và bây giờ mình sẽ vứt bớt thịt ra đi. Ui, chết mẹ. Ui, thôi. Bá xẹp nha cưng. Ừ, đó, đánh nó. Quậy lên em ơi, quậy lên. Khoan khoan, từ từ. Mình có vẻ như mình thấy không ổn rồi. Cái gì vậy? Ủa, sao? Ồ, không tới nổi. Mình sẽ nâng cho con này lên 5.000 máu. Rồi, và bây giờ mình vứt thịt nó qua đây cho nó ăn. Đó, nó ăn hơi bị nhiều nha các bạn, nó ăn quá nhiều luôn chứ. Tại vì tốc độ di chuyển của con này nó không được, kiểu như là dưới nước nó không được cao các bạn. Dưới nước nó
không được cao cho nên nó hơi bị lủng củng. 600 mấy. Ở đây là mình giải quyết xong rồi đúng không? Ui, giải quyết mới đây mà xong rồi, nhanh thế. Và bây giờ mình sẽ đi kiếm cái chỗ khác có mấy con sứa để mình lấy biểu tôi xin tiếp. Đằng bên phía bờ bên kia cũng có nữa kìa, mà nếu mình có gì thám thính rồi. Mình để ý khi mà đi bằng hai chân nó sẽ nhanh hơn. Mình nghĩ là mình sẽ vứt bớt cái gì đó đi. Mình sẽ rải bên đây 500-600 đi. Mình sẽ clip on nó một cái và bây giờ mình rớp hết đây. Ok. Đó, nó sẽ đỡ nặng hơn các bạn. Cái gì nặng dữ vậy? Thôi vứt bớt đi. Vứt bớt mấy trăm thịt luôn đi. Rồi, nghĩ là ok rồi đó. Tí nó đánh là nó còn ấy nữa. Nó còn mất nhiều nữa. Mình train qua đây mấy cục để cho nó ăn đấy chứ. Rồi, ôi, dưới đây hơi bị nhiều sứa, mong là không có con quỷ nào. Biotoxin, chơi luôn em ơi. Mình không sợ, mình không ngại. Đánh luôn em ơi. Nó tê liệt một chút là nó xong rồi các bạn. Đó, thấy không, nó tê liệt một chút nữa xong rồi. Ôi chết mẹ, mình tính sai rồi. Đánh em ơi, hay. Lậu qua được. Sống qua được. Phải sống, đừng. Ui, nó sắp chết rồi. Nhanh đi. Chết luôn. Ôi chết mẹ. Ui sai, tính sai rồi. Hai nó giật mình chứ nó không giật kia. Ok. Lên, không đánh nữa. Ui, nguy hiểm quá các bạn ơi. Nguy hiểm phải cái đấy. Ui, sắp chết rồi nè. Ui, con này nó vết máu nữa nè. Đừng chết em ơi, đừng chết. Cắn máu vô. Ui, má. Ôi, mình hết hồn luôn các bạn, giật cả mình luôn á. Thôi như đây đủ rồi, tham quá các bạn. Ôi sao con này lết dữ vậy ta, nó nặng đó các bạn. Ôi nó nặng á. Mình có cái hiệu ứng gì nữa các bạn, di chuyển dino spell head gì nè, damage booster. Ui kinh khủng quá. Ui, gì vậy? Đừng chết vậy ba. Máu đang tăng. Ghê vãi. Hú hồn luôn các bạn. Hú hồn chim én luôn. Tụi bay điên à. Có điên không? Ui ôi, em chút là đi con Spino mình nữa rồi. Ghê thế. Ui, con nào đang đánh con mình kìa. Đang đánh cái gì kìa. Ui mày. Mày ngáo hả mày? Ngáo nè, ngáo thì cho ăn cháo. Sleep on thêm 300 nữa. Ok, như vậy là quá đủ rồi các bạn. Quá đủ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ biotoxin vào bên đây. Và sau đó chúng ta sẽ ráp viên đạn đắt chưa. Đạn đắt mình ráp được 200 mấy luôn hả? Ghê nhở. 270 mấy mình ráp 200 mấy. Ơi cái gì vậy? Cái đéo gì vậy? Ui, đéo gì vậy?
Nó follow mình hả? Ok đúng đi em. Có 200 mấy là thiếu cái gì ta? Chắc là thiếu đó, thiếu narcotic quá. Mình theo mình đoán là thiếu narcotic rồi các bạn. Mới đây mà xài hết narcotic rồi, kinh khủng vậy. Miss spoiler đúng không? Bỏ anh đây. Mới đây mà xài hết miss narcotic rồi, kinh khủng. Bên đây mình nhớ là có đỏ này cái nữa nè. Miss Boiler bên đây cũng có nữa nè. Lấy luôn, lấy hết luôn, tận dụng luôn. Nếu không đủ thì mình rảnh thì mình sẽ đi farm. Miss Boiler. Narcotic thì bên đây mình còn 62. 400 mấy là cũng được rồi. 400 mấy là ok rồi. Và mình tranh thủ mình làm cái đạn cái đã. Mà mình sẵn mình xong cái narcotic là mình đem qua mình làm số đạn còn lại luôn. 500 mấy hả? Lấy không được hả? Vứt bớt ra đi. Ok. Rồi, narcotic. Chắc chắn sẽ được thôi. Ủa như vậy theo mình thiết nghĩ là 177. Thiếu cái gì ta? À thiếu metal. Ok, thiếu metal thì lấy metal. Ui cái gì vậy ba? Metal. Rồi, tiếp tục nào. Rồi như vậy là xong rồi các bạn, chờ cho nó ráp này xong rồi sau đó biotoxin. Giờ mình tính rợ nè. Bây giờ mình tính rợ nè. Biotoxin bên đây đúng không? Mình có 900 cho 960 đi, 960 thì một viên đạn nữa. Robot fabricator. Ok. Một viên đạn thì nó sẽ tốn của mình là 3 biotoxin. Như vậy là 900 là chắc 300 viên. Không, tính rõ thôi là số biotoxin đó là 300 viên, dành cho 300 viên. Bây giờ mình cũng 200 mấy à. Ôi bên đây. Rồi. Thôi bỏ qua đây. Đây bỏ đây. Giáp thì mình đổi đến đây. Mắt kiến này nọ, các kiểu con đại điểu thì bỏ đến đây. Narcotic thì mình còn nhiêu đây thôi hả? Không sao. Mình cũng sắp hết thịt rồi mới lấy thịt đó. Mình không có gì ngoài điều kiện các bạn hiểu không? 41 cục nè. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nấu dầu đi các bạn. Dầu này khan hiếm quá. Dầu thì chúng ta sẽ cái này đi. Dầu đúng không? Dầu và chúng ta cần da bên đây. Ui bên đây còn mấy chục cục mấy cái thịt ấy nữa nè. Mình nghĩ là mình sẽ nấu dầu bằng cái này để cho nó tiện, để lâu nó không hư. 100 mấy chục dầu luôn hả? Ok vậy để đại đi, để đỡ thôi. Ui quá là nhiều dầu luôn. Chúng ta sẽ bỏ đỡ vô đây. Đó, hợp lý. Bên đây còn dầu không? Phân phát dầu ra, chia ra, chia ra. Cái này hả? Bỏ hết vô cái này luôn đi. Đèn nó hơi sáng đúng không các bạn? Ôi hợp lý hả? Tiết kiệm điện liền. Rồi lấy biotoxin qua đây. Xong 273 viên, 274 viên. Sau đó thì chúng ta sẽ ráp cái viên đạn đất. Turn on. 120 mấy viên là sao ta? Phải 300 mấy viên chứ. Thiếu metal, ok mình lấy metal thêm. Nhìn là biết nó thiếu cái gì các bạn. Dân trong nghề nhìn biết là thiếu cái gì rồi.
Ủa nãy mình nhớ mình bỏ metal qua đây cũng hơi bị nhiều mà ta, 200 metal mà. Chắc là làm hết rồi hả ta? À đây nè. Ủa không, hết hết metal rồi hả? Mỗi lần mà đi làm đạn là lấy hết stack metal rồi đó. Lết lết vô. Hôm nay là mình chưa nghĩ ra mình sẽ tem con gì. Chắc là mình sẽ tem một con Megalodon level cao nhất. Nhưng mà Megalodon thì chúng ta không thể nào mà tem bằng cách là bằng dùng súng được các bạn ơi. Chúng ta tem bằng cách bằng cung chứ không phải là bằng súng nữa. Thế bây giờ tính sao ta? Bây giờ tem một con Megalodon đi ha. Tem một con Megalodon mà dụ lên bờ đi rồi tôi tính tiếp. Có đạn đi tính tiếp. Nếu không thì mình sẽ dùng cái bè của mình vẫn còn kìa. Mình sẽ bắn nó, mình nghĩ là ok hết, ok. Và mình sẽ đem theo Remit. Không quên đem theo Remit nha các bạn. Cái gì thiếu chứ tem thú mà đem phải đem theo Remit. Ui. Trời ơi, hơi lâu ấy. À, các bạn thấy không? Như vậy là xong, chúng ta đã giải quyết xong rồi 200 viên đạn là các bạn biết là xài tới 3 4 tập bằng tem dư sức 10 con gigan luôn. Nhưng mà bây giờ mình phải trước tiên thì mình cần phải tem cá sấu không ta? Cá sấu thì nó đi xuống nước được, đồng ý. Ui con trai này bị gì kì vậy? Ui con trai đẹp vậy? Nhưng mà con này cũng có y cái gì vậy? Bây giờ mình tưởng đánh mình chứ. Con Sako thì nó sao ta? Sako thì cá sấu thì nó cũng ổn áp nhưng mà mình thích Megalodon hơn. Con Megalodon của mình chết rồi, mình làm cái đồ cửa cho nó trước đi các bạn. Đồ cửa cho nó trước đi. Megalodon ráp ghi khiên ở đây. Sao mình mau đói vừa ta? Megalodon Megatherium có con gái rồi. Mega Megalodon à, ráp ở ngoài luôn đấy rồi ngu người. Fiber 2 và Cementin 2 đây. Fiber trong đây. Cementin đúng không? Thiếu gì? Thiếu hai hả? Từ từ em cho anh ăn em. Anh ơi anh đừng có hự hự lên thấy ghê quá. Bên đây còn mê tồ nữa nè, để qua đây bớt. Bên đây ráp xong chưa vậy? Ui còn 100 viên nữa các bạn. Mình đúng số mà mình đi à, đúng số là mình đi chứ mình không có đi sớm nha. Rồi bây giờ thì chúng ta đi thám thính tình hình coi con Megalodon nào nó hợp lý ha. Kiếm con Megalodon hợp lý là mình tem luôn. Khoan khoan mình đem cái bình oxy cái nữa. Nếu mình kiểu như mình dụ nó các bạn, mình dụ nó. Nói nhưng mà kiểu như sao ta? Cái vấn đề nan giải là mình đem theo cây cung đi. Cây cung thì không được, cái pô mới được. Ráp cái pô luôn, chơi sang luôn. Fiber nữa. Ráp cung. Arrow. Arrow thì chúng ta cần fiber thác và lin đúng không? Fiber lin thác đây. Arrow thác. Ok. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Còn 9 giây nữa thôi là nguyên cái đống thịt này sẽ biến thành cái thịt thối hết. Xong. 200 mấy thịt thối luôn các bạn. Thiếu clean đúng không? Mười mấy cây nữa thôi là xong. Ha ha ha. Ở anh đây hết Nacoberry hả? Ok để đó tính sao. Chúng ta lấy miếng Flint nữa thôi là đủ các bạn. Flint nữa thì
làm cây cung chủ yếu là để cho mình dự dụ nó thôi nha các bạn, mình dụ nó thôi chứ mình không có làm gì hết, mình đâu có chế cung độc đâu mình lo. Thiếu fiber hả? Đây đây đây. Ok, 40 mấy cây là quá dư rồi. Yeah. Rồi sắp xếp lại đội hình tí, cái này ở đây, cái này ở đây. Spylat ở đây. Rồi, hợp lý. Cái bô nữa. Bô mình chưa đem qua đúng không? Tí nữa đem qua. Mình sẽ tem một con Megalodon cao level nhất trong đám Megalodon, nhưng mà mình thấy Megalodon xong mình không thấy con nào level cao nữa à. Toàn là thấp thấp tè không à. Số 1. Này phải để số 3 nè. Này đây cái ok hợp lý. Gài vô. Sau đó thì chúng ta sẽ cái chân vịt hả? Chân vịt thì không cần, cái này thôi. Này sang ớp. Ui nó còn dư 40 mấy viên nữa nè. Sao sao vậy? Sao vậy? Thiếu cái gì giờ? Ôi mê tồ sao không nói anh? Đây đây đây. Chờ các bạn, chờ miếng nữa thôi. Miếng nữa thôi là làm được à. Sao? À, cái này bị spoiler nha các bạn. Cái này bị spoiler. Tại vì nó làm bằng biotoxin, boiler thì chắc chắn là mấy con này mon cũng boiler luôn. Thiếu cái gì vậy? Biotoxin, ok, thông cảm cho mày được. Thiếu cái đó thì thông cảm được. Nên cái này bị boiler đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cất 200, 200 ở nhà nha các bạn nhớ nha. Đầu tiên là chúng ta thấy nè, spoiler sau 3 tiếng 52 đúng không? Khi mà để tủ lạnh thì nó lên tới 2 ngày được. Ha, 2 ngày là chúng ta chỉ sử dụng cái này thôi. 85 là quá dư rồi. Các bạn nhớ nhắc mình nha, là sau khi mà mình ui. Con này đánh mình không vậy? Con này level 16. Ôi, đánh. Nhớ nhắc mình sau khi mình tem về là nhớ bỏ tủ lạnh liền nha, má đạn mà bỏ tủ lạnh thấy nghe thấy hãm rồi. Để mình cắn máu cho con này cho nó lên lên tí. Đó, con này cắn cái chừng nào ta, nãy giờ mà nó chưa lên hồi máu nó kịp. Con này mà vừa cho nó nâng tốc độ chạy mà vừa cho nó quay nữa. Ủa mà mình thiết nghĩ là đâu có đem con này đi làm chi ta. Mình đem cái vây bơi của mình đi luôn. Rồi đó các bạn thấy không? Đơn giản nhưng mà hiệu quả. Let's nhiêu đây là mình cân hết đấy. Chúng mình phải rà xem coi. Ui, con gì vậy? Omega Garden sao? Ui 40 hả? 28 40 28. Còn bên đây 20, con 40 nó thấy nó nhanh quá các bạn. 40 thấy nó nhanh. Vùng này nhiều mega dữ rồi ta. Ôi con 40 thấy nó to các bạn. Thấy nó to thấy sợ không? Dụ nó vô, dụ nó vô, dụ nó vô. Hello. Chào mấy đứa. Ok. Đã xác định được vị mục tiêu. Nếu mà 40 thì có cao quá không ta? Mình thấy đâu có cao gì đóng đóng đâu. Hay là mình lựa con nào khác nữa ta? Kiếm con nào mà nó cao hơn 40 thử coi. Tại vì để lâu thì biotoxin nó bị mất chứ không gì. Cái mấy cây súng biotoxin của mình bị mất. Mình tem lần 3 con luôn, chơi gì mới chất. Chất chơi người dơi. Gamma 3 đi. Trời quá. Hai mươi tám,
20. Trời ơi, mấy em này đừng có làm phiền anh. 40 đây, 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 đây. Thấy 40 rồi, thấy 40 rồi. Đó, mà khó bắn lắm các bạn. Khó bắn lắm, thiệt thề luôn. Xỉu không? Ôi, trúng luôn kìa. Yamaha 2 thôi. Hai mươi tám hả? Đó là vậy hả? Dưới tem ở dưới đây phải có cung độc mới trị được chứ, súng dưới đây là thua các bạn ơi. Đây 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 đây, em ấy vẫn có ý định dí mình đây, em ấy vẫn có ý định dí mình đây, nhưng mà rất là tiếc. Tiếc giờ đó, mình không đi xa chứ thiệt mình được, chứ đi xa được mà mừng rồi. Manta nữa kìa. Ôi, không được, không được, không được. Ôi, holy shit. Oh my god. Đấy, con quỷ này là phá tàu đấy các bạn. Con quỷ này là phá tàu ấy. 40 nè. Ôi, thôi, 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 thôi. Mình tưởng nó tấn công có một lần, nó tấn công 2-3 lần nha. Thôi, về, 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 về. Ai chà, khó cho mình nha. Khó. Rồi nó phá tàu nữa kìa, con quỷ này. Ôi holy shit. Máu tàu mình nhiêu vậy? Không có coi được hả? Mình sẽ vũ lên đây giết luôn. Mình nhớ không làm con này mình ấy rồi nè. Lên đây em, lên đây em. Đây đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây nè, đây nè. Má tiếc ghê, không có đem nỏ nó vậy hả các bạn? Không đem nỏ nó vậy á. Không bắn được cây giấy thì thôi. Tập sau đi các bạn, tập sau đi. Tập này chắc là mình thua rồi, mình chưa có chuẩn bị nỏ. Bây giờ làm về làm thì cũng được thôi, ok thôi chứ không vấn đề gì. Nhưng mà để mình xem coi, nếu mình cũng qua hồn lắm, mình hay bị dễ bị lay động lắm. Tập này sẵn có súng mình đi tem Gigan không ta? Gigan hôm trước mình có thấy ở trên vùng núi cấm á, nhưng mà không biết hôm nay nó còn hay không. Chắc là đi tem Gigan đi các bạn, tem Gigan là hợp lý nhất. Gigan không ta, Gigan hay những con khác. Ok bây giờ ha, bây giờ tạm thời mình gác qua cái con quỷ, mấy con quỷ Megalodon ha các bạn. Mình sẽ đi thêm Gigan. Nếu mà may mắn mà mình thấy được Gigan đó, thì mình sẽ thêm. Còn nếu không thì mình sẽ lựa con khác ha. Chứ đâu phải Gigan mà muốn thấy là có các bạn. Đâu phải dễ vậy đâu. Không dễ mà thêm được Gigan đâu. Rồi mình sẽ đi bằng con Argentavis của mình. Nó sẽ chim mình nó hết trơn rồi. Ủa Argentavis mình đâu? Ủa, sao mà chim để lộn xộn, ý là có mình mà sao lộn xộn nè. Đây đây đây, chim mình đây. Đây, let's go.
Giờ mình sẽ đi qua mấy cái vùng núi mà to to các bạn. Thấy Gigan thì bực liền. Nhưng mà Gigan cần phải có bờ Wetzel mới ấy được. Cũng khó. Không sao, cứ từ từ đi. Lâu quá mình không có tem Gigan, mình cũng không biết là nó khó khăn không. Rồi nếu mà tem Gigan thì tem Gigan phải đem nhiều đạn thêm nữa chứ. Ok, về nhà đem đạn rồi let's go ha ha. Ok, mình sẽ kiếm cái khúc này cho đến khi mà mình tìm thấy Gigan hoặc là không thấy nha các bạn. Ok, mình thấy Gigan rồi ngang. Và một điều bất ngờ cho các bạn là bạn biết bao nhiêu hay không? Đâu rồi, nó đâu rồi, nó đâu rồi? Level 92. What the hell? Ăn lên rồi, làm sao mà tem nó được? What the fuck man? À, các bạn biết một con Gigan mà level 92 ở trong cái season này nó kinh khủng tới mức nào hay không? Và bây giờ các bạn biết không, mình có lên wiki ARK Wikipedia để xem xét tình hình. Tại vì ở trên đó khi mà các bạn bấm vào một tên một con thú nào đó thì nó sẽ có thông tin được ở level mấy, thì sẽ cần bao nhiêu viên và cần bao nhiêu viên đạn, loại nào nó sẽ có thông tin hết ha. Thì trên trang web đó nói đó là cần tới 144 cái bio và cái viên đạn bio toxin của mình mới có thể tem được nó. Và cái đấy mà chưa tính tới cái thời gian mà nó hồi lại nha các bạn. Bây giờ mình đoán thử nè, từ từ để mình xem, mình lui lại coi. Căng lắm các bạn. Holy shit. Ôi má, nó căng 4 phát là chết còn quét rồi luôn ấy. Căng lắm, từ từ không gấp. Đúng rồi, đứng đây nè. Rồi bây giờ bắt đầu chiến dịch nha các bạn. 276 viên đạn nha. Không tem được coi như là bỏ nha. Không tem được coi như là tập này coi như là xong á. Chưa tới tính những cái viên đạn hụt nữa nha các bạn. Mình thiết nghĩ là mình nên đậu ở đây. Ok. Đó, rất là may là cái địa hình núi này nó khá là thuận lợi với mình luôn á. Rất có niềm tin để tem được nó. Ui ôi ôi má, đứng nhà nguy hiểm quá. Sao chói thế này? Khoan từ từ, mình chỉnh chói là cho các bạn dễ nhìn ha. Mình cũng không mấy là ưa gì mấy cái chói nè. Hợp lý nè. À, các bạn cùng điểm ngược với mình nha. Ê, đừng có lên quá anh ơi, đừng có lên quá. Chưa tính cái thời gian mà nó chạy nha các bạn, chưa tính thời gian mà nó chạy. Nó hồi turbo, con này hồi turbo kinh khủng lắm. À, một hồi mà nó xỉu một cái mà không biết lấy đâu narcotic nào mà ấy nữa nè. Phải có remit rồi, phải có. Nãy giờ đi là cũng mất hết remit rồi, nó bị spoil rồi. À, bắn lâu lắm các bạn. Một trăm mấy á. Mà nó muốn trồi lên hay gì kìa. Các bạn sẽ có các bạn hỏi sao anh không xài bẫy đi. Mấy con mũi này mà xài bẫy làm gì? Trời ơi, tao là phải như thế này. Tại vì các bạn biết sao không, khi mà trong cái bẫy hình như mình tính sai nữa rồi. Hình như mình tính sai nữa rồi các bạn ơi. Tính sai luôn, sai quá luôn á chứ. Nếu mà cây súng này hư thì coi như mình tẹo á. Cây súng này hư coi như là về quê ăn cháo dê luôn á. À, cái này phải chỉ có Hoàng Anh với Sĩ là được là ngon rồi. Nhưng mà rất là tiếc là hôm nay mấy ổng đi có công việc nữa. Ờ, đứng về bắn hụt là sao? Mình tự nhiên mình canh cái độ rơi đó các bạn. Cái con chim này nó không đứng yên nữa, nó lắc lư. Ui dính nhích đá rồi. What the fuck. Cái con này không có đứng yên cho mình bắn dễ dàng vậy đâu. Nó phải đi tới đi lui cái kiểu này nọ, căng lắm. Đứng yên, đứng ngoài, đứng yên.
Mình không thể nào mà chết ở đây được, không thể nào mà kiểu như hết đạn ở đây được. Nhìn 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 nó chạy chứ chưa đâu. Không, nó chạy một vòng cái là hồi hết turbo rồi. Dính yên đó, đứng yên ở đó, đứng yên ở đó cho anh. Đứng yên đó cho anh. Đừng có quay cái đầu qua con chim chó này. Đứng yên đó cho anh. À, phải chi bây giờ mình có một cái cổng là ngon rồi các bạn. Có một cái cổng đặt ở đó nhưng mà chưa chắc gì đặt được. Hiện tại bây giờ mình đang lạnh nè. Ok, cứ thế mà làm, cứ thế mà làm cho anh. Cứ thế mà làm, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cứ kẹt ở đó cho anh, cứ kẹt ở đó cho anh. À, mình còn chuẩn bị sơ sài quá các bạn, tại gấp quá mà đi chưa tính tới cái độ mà nhiệt độ cao, rồi sau đó chưa tính tới cái việc mà narcotic nữa, mình hơi bị ẩu cái vụ này, với lại cái súng mình sắp hết nữa nè. Hồi nãy là 276, nãy giờ mình bắn được có 50 viên thôi á. Ui hụt rồi, tại sao lại tụt thế này. Đúng rồi, quay đầu vô, quay đầu vô. Đúng rồi, đúng rồi, đứng đó, đứng yên đó. Nó mà cạm một cái là mình với lẫn con chim đều chết luôn á. Nhìn nó chạy vậy chứ chưa, không ấy đâu. Dính. Nhìn cái gì mà nhìn. Mày sắp lên dễ với anh mày rồi. Ôi ơi, cái gì vậy, cái gì vậy? À, mình có ẩu không ta, mình có nên đứng đây không ta? Ui má, mình mà không lên con quét kẹp là chết mẹ rồi. Mình cần phải tính kỹ hơn nữa. Cô quét rồi thì chắc nó không sao rồi đó. Cô quét rồi thì chắc nó không sao rồi đó. À, fuck, fuck, fuck. Ai, chết mẹ rồi. Wood 2. Wood 2 metal. À, xài quá xài các bạn ơi. Xài quá xài luôn. Xài không thể nào chơi được luôn. À, nãy giờ công sức của mình nãy giờ là xong rồi đó, tẹo rồi đó, tẹo rồi đó. Chạy hết sức có thể luôn, 3 cây luôn. À, bộ đồ full của mình đây. Đây, hai cái này là đủ rồi. À, nãy ở nhà, biết gì ở nhà, tem Mega Garden cho không chịu.
không chừng bây giờ quét rồi mình cũng chết rồi. Xui thế là cùn, xui thế là cùn. Bây giờ quay lại thì cần đem lên cô tích theo. Còn đem cái gì nữa không? Mất công lại đi tới đi lui, không có không? Không thì đem bờ te ra ngoài, bờ te bay nhanh hơn. Không, bờ te thì nó tuy là bay nhanh nhưng mà nó yếu. Đem con Aren. Rồi giờ mình bay ra ngoài rồi các bạn. Ok kìa, ơi sao đáp xuống, đáp xuống đi. Oh no, thôi chết con Whistle nữa rồi, Ôi vãi cả đái. Ôi, vết dù, ôi, vô dụng. Ây cha, làm sao bị lụm nửa đống đó đây. Cỡ nào cũng không nhanh bằng nó đâu các bạn, yên tâm đi. Con chim này nó cạm một cái chết á, hứa luôn. Biết lắm mà, thôi chạy. Dụ nó. Đi qua đây nha. Xuống đây, đúng rồi. Nó xuống rồi, nó không được. Khó ta. Khó dễ thì chứ. Mặc đồ vô. Ờ, chỉ xe lạnh thôi. Ok. Rồi. Bây giờ tiếp tục thôi nào các bạn. Tiếp tục thôi các bạn nhỏ ơi. Còn 207 viên còn cơ hội các bạn. Bây giờ mình lựa góc nào đẹp đẹp mình quất nữa nè. Đứng đây được không? Đứng đây nó trơn xuống, nó trượt xuống. Đứng đây. À, không có quét dầu khó lắm các bạn. Không có quét dầu là khó lắm á. Ui, biết lắm mà. Đứng trên đây có vẻ như hợp lý hơn nè. Nếu mà nó đi vô đây cái góc này thì mình chết thôi chứ đâu có gì. À, nó mình nhất cử nhất động rồi mình phải theo dõi nó sát sao. Bắn đi ông nội. Đưa cái đầu mày lên ngon. Ok, nói chung là thôi mình suy nghĩ lại rồi các bạn. Với cái cách mà tem như thế này thì không ổn tí nào. Bây giờ mình sẽ bày mưu tính kế và bắt nó luôn. Bắt nó bằng cách là nhốt nó vào chuồng. Thì bây giờ hôm nay chỉ là phần 1 thôi các bạn. Hôm nay là cái khâu mà gặp được con Gigant kinh khủng như thế thì chúng ta chỉ là phần 1 thôi. Tập sau thì chắc chắn là có thể là bắt được. Mình nghĩ là như thế. Thì bây giờ mình phải quay về làm những cái dụng cụ để bắt nó. Nào là ghép nè, cái cánh cổng các bạn để chặn nó lại. Cái cửa nè, rồi cái bẫy. À, chứ mình hơi bị khinh địch. Không, khinh địch quá, không tốt. Bắt nó dễ hơn. Với lại mình chưa chắc nghĩ là 204 cái viên đạn của mình có thể hạ được nó đâu. Yên tâm đi, nó trâu lắm. Nó hồi turbo cực kỳ nhanh các bạn ơi, nó hồi turbo cực kỳ nhanh. Ok, bây giờ mình sẽ quay về thôi các bạn, quay về thôi. Ok, mình về tới nhà rồi. Và bây giờ việc đầu tiên mình cần ráp là những thứ sau đây. Đầu tiên chúng ta sẽ ráp mấy cái ghét trước. Ghét te đây. Ghét thì chúng ta học ít loot đi cho nó dễ các bạn. Ít loot thì nó xây ở mọi mặt trận luôn. Dễ lắm. Chúng ta xài Behemoth nha các bạn, đừng có xài cái thường. Behemoth nó sẽ to hơn. Behemoth Stone nè, Stone Behemoth. Ủa hai cái này nó khác gì nhau ta? Metal thì hiện tại bây giờ để coi mình xây được Metal hay không. Metal thì chắc chắn là nó sẽ chắc hơn, nhưng mà mình nghĩ là không cần thiết, hiểu không? Nghĩ là không cần thiết cho lắm. Nó sẽ tốn, vừa tốn mà không cần thiết. Cái Stone là vừa đủ rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ wrap trước ha. Cái này đi. Đầu tiên là wrap ở Wrap Station. Bây giờ mình sẽ wrap cái Wrap Station cái đã. Citation.
tiền. Đây đây, đây. Ủa, cái này cái chain station mà cái grab grab station nó nằm đâu ta? Hả? Sao lạ nhỉ? Đây 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 đây. Hai rafting, cái này rafting. Hai metal stone và wood. Ok, bây giờ tập này mình sẽ chuẩn bị sơ sơ thôi. Tập sau là chơi lớn luôn á. Stone nữa là đủ. Ok, à, mình làm nhiều nặng chưa ta? À quên, mình bỏ mấy cái viên đạn socket mình vô cái đã. Ờ đúng rồi, viên đạn shocking mình vô cái đã. Từ 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 anh ơi, bỏ lại là. Bỏ mấy cái viên đạn shocking mình vô. Mất công nó bị spoiler. Rồi. Lấy miếng stone cái đã. À, stone lúc nào cũng trong tình trạng mà thiếu hụt trầm trọng hết. Rồi, let's go. À, sau khi mà có stone rồi, chắc là cần phải nhiều stone lắm các bạn ơi, cần nhiều stone lắm. Chứ không phải nhiều đó thôi. Đi lấy con đập đá đi các bạn. Con đập đá mình nhớ mình để ở đây. Hỏi không con ăn cái lô mà. Con đập đá mình đâu rồi? Hả? À, thủng lòng để vừa bọn vãi cái đấy. Ở à, đây rồi đây nè. Có đựng gì không nhiều dữ vậy? Ủa cái gì nặng dữ vậy ta? Mình thấy có gì đâu nặng ta. À 1000 mấy cục thịt này nè. Đây nè. Ok, bỏ này vô. Sau đó là bỏ còn 7 viên đạn á. Đây. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy stone. Cần nhiều lắm, cần nhiều lắm các bạn. Bên đây hình như mình farm hết đá luôn rồi. Ok, đi farm đá. Đó, các bạn biết một con giga mà level 92 nó kinh khủng, nó cỡ nào không, nó cân cả server luôn các bạn. Nó cân hết luôn á. Đó, có con đó trong tay là để tập sau đi các bạn. Tập sau mình sẽ rủ Sĩ và Hoàng Anh vô và nghiêm túc bắt một tập cho nó đã nè. Đó. Mình cũng không nghĩ là mình thấy con level 92 kinh khủng như vậy đó, phải chi mà nó hai mươi mấy thôi hoặc là nó 10 thôi là mừng lắm rồi. Level 92 kinh khủng á. À, mình nghĩ tem con đó chắc viễn vong luôn các bạn. Tem con đó viễn vong lắm, nhưng mà để mình xem. Lết đi không nổi luôn. Ok, bỏ bớt ra đi, bỏ bớt ra đi. Lấy cho đã rồi, vứt hết. Ok, giờ bò về. Ui, con quỷ đó, nó ăn cắp đồ, nó ăn cắp mấy cục thịt của mình kìa. Nó ăn cắp mà nó còn nhìn mình nó chạy. Vãi cái đấy thanh niên. Ok. À, để mình coi cái công thức mà để ráp bao nhiêu cái rồi để mình làm luôn hết các bạn. Mình đoán là phải cần phải có 4 hướng chính. Ôi thôi anh ơi, em xin lỗi. Mình đi hết nổi rồi. Tất cả cho neo trò đi anh em. Ngáo hả?
con mình tem là xong rồi kìa. Con cũng vậy, đứng như đúng rồi. Ơi chết mẹ rồi. Cái bà đi. Nó muốn quýnh gì quýnh. Nó tất cả vô điêu trò rồi. Ơi con đập đá tao chết là không được nha. Con đập đá tao chết là tao đồ xác hết á. Ok, rồi bây giờ mình vào mình wrap cái này. Wrap cái wrapping station. Bỏ stone qua đây, wood đây. Hai đây. Wrapping. Thiếu metal đúng không? Đây, wrap cái này. Rồi sau đó mình sẽ làm cái công thức để mình ra mình xem cái công thức wrap để mình tính coi như thế nào ha. Mình nghĩ là để ở đây là hợp lý nè. Vứt đá qua đây bớt đi. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ bê hê môn. Bê hê môn thì chúng ta sẽ ráp cái cổng bự này thì bằng cái stone thác và wood. Stone thác và wood mấy này kiểu này chắc phải nhờ ông Hoàng Anh với sĩ vô farm hộ quá, farm giùm quá. Rồi B2 chưa đủ đâu các bạn ơi. Wood hả? Wood tới 900 mấy rồi. Ok, chắc là mình sẽ dừng video tại đây các bạn. Bây giờ nếu mà làm thì cực kỳ khó. Tập sau mình sẽ dụ nó đi rồi tính tiếp. Có Hoàng Anh vô sự giúp sức của Hoàng Anh và sĩ thì mình sẽ mạnh hơn nhiều à. Chứ bây giờ thua rồi. Bây giờ cần farm quá nhiều đồ rồi. Ok, vậy hết các bạn. Và bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau của All Survival Evolved Season 1 Legion Combat nha. Và các bạn nhớ là bạn nào đang chưa đăng ký giúp mình bấm đăng ký để khi cho mình đạt được mốc 10.000 subscriber trong thời gian sớm nhất nha các bạn. Rồi ok, bye bye các bạn nha. See you tomorrow.